Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình lại tiếp tục đi tìm đá nữa luôn mọi người. Đó, mình theo cái sườn núi này nè nha. Nước mưa cái nó chảy xuống, nó xối xuống nè. Có những cái khe đá nè. Đó, nó lộ ra những cái viên thạch anh nè nha. Ở đây không có nước đâu rửa. Đó. Để mình đi nhặt một hồi rồi mình cho mọi người xem cái kết quả nha. Để mình đi nhặt vài bay viên cho mọi người xem nè. Đó, nè. Nó treo leo, nó dính trên đá lại gì nè. Mình đi gần gần đây mình cũng sợ nó sạt lở xuống lắm mọi người. Nè. Đó, nó tiết trên kia kìa. À, cho mọi người xem nè, đá nó bám vô nè. Đó. Này nè nè, có cái viên này, viên gì. Rồi, khá là cứng luôn. Vẽ không ra luôn. Đây, gà. Cái viên gì, cái màu nó như mã não vậy đó nha mọi người nha. Y như mã não vậy đó. À. Nè, thạch anh nè, khá là nhiều luôn. Khá là đẹp. Có thạch anh tím nữa nha. Nè. Nhìn cái sườn kìa. Cái viên này rồi cái viên đặc biệt này nãy nè, rồi mình cầm nó rớt tùm lum trơn luôn. Nó chài xuống đây nè, mặc sức mà lụm luôn. Rồi, mình có chuẩn bị cái bọc nè, mình lại mình cho vô bọc rồi mình đi nhặt vòng vòng cho mọi người xem. Nè. Nó tròn viên cuội này tròn đẹp lắm nha. Mình nhặt cái này cát không à. Đó, để mình đi một vòng cho mọi người xem. Khá là hấp dẫn luôn. Đó, nhìn nó đẹp lắm luôn nha mọi người nè. Mình so cái bọc đang cho mọi người thấy cái vách nó bị lớn. Viên này á, viên đá xanh. Và cái viên thạch anh á, nó xuất hiện ra luôn. Ở đây ít nha. Mình đi ra bên ngoài này nè, sẵn mình cho mọi người coi cái khung cảnh của cái vách đá đó. Này nè, dưới cái khe này nè. Đây ngặt cái là không có nước nha. Nó khô rồi. Đó. Cái vách đá kìa, khá là đẹp luôn. Chắc này hơi sụp tối tí xíu rồi. Lúc này mưa quá mọi người. Đó. Đó cái khe đó đó. Cực kỳ đẹp luôn. Này mưa nó chảy xuống nha. Nè. Tha hồ mình mà nhặt luôn. Đây cho mọi người xem. Viên thạch anh tím nha. Tím mà nó tím ở bên trong á nha. Còn ở ngoài nó bị áo một lớp cát này kia. Cái này lên bóng ra. Đây nữa nè. Đánh bóng ra mọi người sẽ thấy được cái bên trong nó tím. Ở khu vực của mình thì những loại đá này rất là nhiều luôn. Mình tìm mãi, mình tìm miết thế nào cũng ra chất liệu ruby và sapphire. Yeah. Cả một bãi khổng lồ luôn mọi người. Đó. Chung quanh nè. Đâu cũng thấy chứ. Nè. Cái này về chừng nữa mình có sử dụng cái gì mình sử dụng, mình lụm một số thạch anh tím nè. Và thạch anh trắng thì có rồi. Này mình chỉ đi săn thạch anh tím với mấy cái viên đá đẹp đẹp tí thôi. Có găng nè. Về nữa mình mài chuỗi. Mình nói mài vậy thôi, mình mê thì mình đi lụm chứ mình chưa có dụng cụ chế tác mọi người. Sau này chắc cũng sẽ sắm dụng cụ chế tác. Nè, đây viên thạch anh nè. Cái này là ở trên núi nha. Ở trên núi á, người ta khai thác á, người ta xây. Người ta bắn rồi người ta đưa vô xe lớn, người ta đổ lên mấy cái gò gì nè. Rồi mưa mình chỉ việc đi nhặt thôi à, mình khỏi đào bới chứ. Nè cho mọi người xem viên thạch anh thôi. Thạch anh trắng mà nó hơi tím hơi nè. Cái này là có thể là tím luôn nha. Tại vì
nhìn ở trong máy á thì nó bị phản xạ màu rồi, chứ mình nhìn ở ngoài á thấy nó tím lắm, mà tím đẹp lắm. Nó chỉ thua màu tím của những cái bông đá của nước ngoài thôi à. Thôi mình nhặt thêm một số nữa chắc mình về quá. Đó. Nó còn đây là chỉ là một cái lớp nổi của khối băng chìm thôi nha. Này là nó khối đá mới đúng chứ. Ở trong nó còn rất là nhiều luôn. Thôi mình tìm coi có viên nào, viên tím nào đẹp đẹp không, mình quay cho mọi người xem. Còn những cái viên gì nè, cái này là bông nha, phải có nắng á, nó chiếu chiếu đẹp lắm. Chỗ này người ta thả bò, toàn là dấu chân bò không à. Những viên nhỏ nhỏ thế này nè, mình bỏ luôn, mình không có nhặt đâu. Mình tìm những viên nào to to tí xíu. Nè mọi người, kìa, xa xa đẳng mình thấy nè, biết bao nhiêu mà nói luôn. Nè, cái này rửa ra, đánh bóng lại một cái, nhìn rất là ok nha. Những cái viên mà nó có một góc tím á, mình cũng không có lấy nữa. Kiếm mấy viên nào trội trội tí xíu. Viên này thì cũng được, góc bên đây tím nhiều lắm nha. Vì tạp chất hơi nhiều, nữa về mình chẻ ra. Nó nằm mưa cái nó trồi xuống á, những cái viên đá nặng á, nó nằm cố định lại á. Đó, mọi người có nghe âm thanh gì không? Cái tiếng còi hú y gan tiếng còi hú tàu buôn á, là người ta đang chuẩn bị người ta bắn đá đó nha, báo động để cho người dân người ta đừng có đến gần cái khu vực nổ đá nè. Đó, những cái viên tím này nhìn rất là đẹp luôn. Đó, bắn đá ở khu vực bên kia nha. Đó, hình như là 1-2 tiếng còi gì á người ta mới giật dây cho nổ. Để mình di chuyển thêm tí xíu nữa có phát hiện gì mới mới đẹp đẹp không. Nè, biết bao nhiêu mà nói, bông đá luôn, cụi. Nè, đây viên cụi nó tròn quay luôn nè. Chiếc này hơi yếu ánh sáng nên mọi người sẽ khó thấy được. Ở ngoài thì nó cực kỳ đẹp luôn nha. Tìm hiểu về đá rất là đam mê luôn mọi người. Đi kiếm theo mấy cái khe này nè. Này là tại mình đi quay tổng quan cái bãi này cho mọi người xem thôi nha, chứ thật sự mình chưa có tìm. Nếu mình tìm thì mình sẽ ngồi xuống và mình đi từ từ, nếu như vậy thì nó sẽ rất là tốn nhiều thời gian và cái chi tiết của cái bãi này mọi người sẽ khó thấy hết. Để mình sơ lược cho mọi người xem chi tiết cái bãi này, chỗ nào cũng có hết. Xuống dưới những cái hốc dưới đó kìa, còn nhiều nữa nha. Để mình di chuyển xuống. Mình di chuyển chậm á, mọi người chú ý dòm thử coi sẽ có phát hiện ra được gì không. Chứ mình ở bên ngoài là mình nhìn thấy rất là nhiều nha. Nhưng mà mình chỉ lụm sơ sơ thôi. Tạp chất hơi nhiều. Cái nào thật sự đẹp mình mới lụm về để sử dụng nha. Còn
những loại tạp chất nhiều quá thì mình để lại. Nè, chùi xuống dưới đó đó, nhưng mà mình không có xuống dưới đâu. Nó rất là bóng nha, bóng ngời luôn á. Ở đây xe vận chuyển đá chạy hơi ồn tí xíu á, mọi người có xem hơi bị ồn thông cảm giùm cho mình nha. Đây có dây nho nè, nho rừng nha, nho trên núi á. Mình đi mình gặp thường xuyên luôn, có trái luôn. Đây, đây này là những cái tinh thể thạch anh nha, bông á, bông tinh thể á. Mình lượm về để mình sử dụng tiểu cảnh. Còn nhiều lắm nha, kìa, ở dưới đó còn nguyên một khối cát luôn. Là nó có lẫn những cái thạch anh trong này nè nha. Nhưng mà mình đang cố tìm. Sắp tới đây mình sẽ đi những cái điểm khác nhau, khác nhau để mình tìm, mình tìm coi có sapphire hay là tinh thể ruby gì không. Mình cũng có lượm một số đá đỏ đây nữa, về mình kiểm tra thử nó một tới một cái hồi hồi báo động thứ hai nha mọi người nha. Xong hồi báo động thứ hai này là có thể là sẽ nổ. Mình chờ cho xong cái hồi thứ hai này cho nó nổ xong rồi mình cũng xin ngưng luôn mọi người. Mình cũng không muốn cái clip mình quay nó quá dài đâu, mọi người xem sẽ bị nhàm chán. Đây có viên đá này, viên đá gì mà nó khá là đẹp luôn. Ở đây không có nước rửa nè, khúc ngoài là thạch anh nha, khúc cuối này là cũng là thạch anh nè, nhưng mà cái này nó bị lẫn vô trong đó, nó cái màu vàng đẹp lắm nha. Mình tìm, cố gắng mình tìm nước xuống cái khe này nè để mình rửa sơ sơ nha. Bước xuống đây nha, sợ nó sụp. Còn không có nước nhiều đâu nha mọi người. Đây, đây có một viên thạch anh này tạp chất hơi nhiều, mình bỏ luôn đi. Để mình rửa cái viên vàng vàng này ra cho mọi người xem cái đây là cái viên gì. Rồi, đứt cái đôi dép luôn. Nó, nó ngộ lắm nha. Nè, khá là đẹp luôn. Mà không biết đây là cái viên gì luôn. Đó. Hai đầu là thạch anh nha, một đầu thì bông. Đầu này thì nó hơi cứng chút. Rồi tới hồi thứ ba luôn, vậy là nó báo ba hồi nha. Chắc mình chờ tới ba hồi không được luôn quá. Tại cái clip này nó hơi dài, mười mấy phút rồi. Thôi lỡ rồi mình chờ cho tới ba hồi còi báo động này rồi nó nổ bắn đá, mình cho mọi người nghe cái âm thanh nổ bắn đá nha. Mọi người cố gắng kiên trì thêm tí xíu nữa, mình sẽ cho mọi người nghe cái âm thanh nổ đá. Đây mình cũng xa cái bãi nè, cũng an toàn. Thời gian này mình tranh thủ mình lượm thêm vài viên nữa kìa. Không biết mọi người có nghe cái âm thanh này rõ không, chứ ở ngoài này mình nghe lớn lắm nha. Rền vang trơn luôn. Gần kết hai hồi đó mọi người. Để coi sụp luôn. Nè, mới bước sụp giò nè. Nè, sụp, nhờ nó sụp nó mới lòi ra một cái viên thạch anh nè nha, thạch anh tím nha. Nhưng mà nó bẩn quá mọi người khó thấy nó tím lắm nè. Tím rất là đẹp luôn nha. Đó. Đó. Mọi người có nghe âm thanh nổ không?
ba hồi chuông, ba hồi còi báo động là người ta sẽ cho nổ đá liền. Rồi vậy thôi, chắc có lẽ mình xin ngưng mọi người. Nếu mọi người thấy thích cái clip này cũng như yêu thích đi tìm đá quý thì xin mọi người cho mình một like và nhớ bấm đăng ký kênh để xem những clip đi tìm đá tiếp theo của mình nha. Chào mọi người luôn nha, chuẩn bị nổ tiếp nữa nè.